Xin chào tất cả các bạn. Xin chào. Hôm nay gia đình mình ăn buổi cơm trưa. Có thịt gà chiên mắm nè các bạn nè. Mình ăn cơm, tại vì nhà mình thích ăn cơm á các bạn. Rồi cũng là cái món củ kiệu. Củ kiệu nha các bạn nha. Củ kiệu là muôn năm đúng không? Rồi ngoài ra có canh. Canh hạt tam giác mạch kìa, ăn cơm. Con thích ăn thịt gà hả con? Mời các bạn ăn cơm, ăn thịt gà nha. Giờ chiên mắm ngon không? Bên này thịt gà này, thịt gà này là mình chiên chiên nó chín xong rồi các bạn, nó vàng hết xong rồi mới cho nước mắm vô nha, chứ không có thấm nước mắm xong rồi chiên gì là nó bị cháy đen hết á. Đó các bạn thấy không, rất là vàng luôn. Ngon quá. Mèo ha. Mày kia tục mắm. Mắm là mắm mới bữa ăn cơm tắm đó không? À đâu mà à kia tục mắm. À đúng rồi, cuối cơm. Quên hả? Lấy cái muỗng húp rồi. Lấy cái muỗng không? Con đua con chụp xíu. Lấy cái muỗng húp vô. Con không được luôn. Được. Nhấc cái muỗng xuống vô, tao đổ vô luôn á. Tao можешь, не могу. Давай. Это очень много. Это чуть-чуть. Еще? Да. Это еще мало. Все будет после. Все. Кушай. Но это очень острая. Нам вам ханкай. Лук. Ой, мне кажется, вам кай. Mẹ con cho tôi con đèn mà. Đi đâu à? Poster. Đi đâu? Sao qua nó hậu uống rồi mà đi. Mắt ăn khí thế luôn hả các bạn? Cái bạn nhắm cái con ngôn của tao được. Quên mùa, forgot rồi. What by Pepsi? What? Pepsi. Why my Pepsi? I don't even Pepsi. Wait. Chào các múc cơm mới đến thôi con ăn cái nó múc cơm mới đến thôi con. Mọi người thấy hôm nay em Lucas mới đi cắt tóc rồi không, đẹp trai không các bạn đó.
Mới đi cắt tóc vậy á? Với ba bắt tóc sập. Ba cắt tóc luôn hả? À, giờ mới phát hiện. Hai cha con cắt luôn. Nãy giờ tưởng em đâu cắt, cắt không rồi chứ. Đẹp trai. Đẹp trai. Ừ, đẹp trai. Con thức ăn hết còn. Ừ, con có ăn hết thì ăn hết. Con có còn có gì nè. Chồng mình ăn được củ kiệu hết các bạn. Ăn được củ kiệu, thích ăn củ kiệu á. Thích ăn củ kiệu, thích ăn măng nữa. Papa, the last thing that we discovered. Okay. Yeah, спальня книга. Вот это ты открываешь одеяло, там есть какие-то есть картинки. Расскажи мне. Может, ты расскажешь? Ника. Папа, ты, может, ты расскажешь? Я не умею на литовском. Украинском можешь? Мама не знает украинского. О, как он тебя не ангел, да? Он не умеет, ло. Я же. А вилка ничего не надо. Вилку не надо. Вкусно? Окей, кулка. Бам-бумби? Папа, я взял бам-бумби. Я хочу показать всем. Как больненький, где все бам-бумби. Я даже док вот так. Ага, все робот, я ему кажу. Я ему кажу, что я ему кажу. И вот так док, да. Все не мои, наверное. А бамбомби кока найс кусом, не как док. А мы только кусом ло. Вот так. Когда я помню мед. Мед, кусом ло. Ну, когда вы косом помимет. Угу, хочу помимет. Пожалуйста, мне вот это. Огурчик хочешь? Да, соленый огурчик. Мне нравится? Мне, я люблю, моя папа, я люблю салоны и даже с такой губой сильно. А ну это вам там? Хамдок отрезать. А? Помоги мне отрезать. А вот так было. Водичку уже стекает. Маму, дай ножик, пожалуйста. Вот. Ножик. Ножик. А в садике он дает садовичек? Да, дают. Да. Только яйцо не дают. Яйцо не дают? Да, их нет в скалодок. Ты не думал, я вам делаю как? Ха, хамко.
trắng nha. Dưa leo. Có đó ai dưa leo. À, trên trường mẫu giáo cũng cho em ăn dưa leo nữa. Uh-huh. Trường mẫu giáo có cho con ăn cánh gà chiên mắm không? Không cua. Không cua rồi. Không có hả? Giả bộ. Giả bộ hỏi em cho vui các bạn à. Giả bộ hỏi em Lucas trên trường mẫu giáo có cho ăn cánh gà chiên mắm không? Không có. Không có. Ngon quá. Vâng, chứ mà chứ mấy người vậy? Chứ я хочу котлеты разрыть. Ну уже грязно. Что? Он грязный. А я поднял руку и зал подкрутил, и потом я мою руку. Вот смотри, какой человечек. Мы quay video, Lucas đang giỡn với bạn. Tại sao không được? Ừ. Có nên ăn. Khi mà đi học cũng vậy nữa, em ăn ấy, em ấy đang giỏi ghê lắm. Chỉ có ở nhà mà hai mẹ con một mình là em ấy không chịu ăn thôi à. Tôi có chỉ mà nhà ăn. Gì mà có ăn nhà nào? Với đa sợ ăn. Với con. Em ấy cỡ những bạn nào ở trên trường ăn nhanh á. Thì nhau ăn. Ba bạn ăn nhanh. Cách mẹ nói chuyện nói tiếng Việt giỏi quá. Thứ ba nhiên kia cái sông, nó có nói cái sông ba. Lúc ba. Cảm ơn tất cả các bạn hồi nãy giờ xem gia đình mình ăn nha các bạn. Bye bye các bạn.